Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry. nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sâm ngâm mật ong Miss Linh và Hà Thủ Ô Miss Linh gọi ngay 4085807565 để đặt hàng. Good morning, Ngọc Lan Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả với cà phê sáng và buổi sáng thứ tư trời ướt át mưa rầm rề. Người đây chào Ngọc Lan. Xin chào anh Thủy, kính chào quý khán giả. Mưa lớn quá thưa quý vị, lái xe mà mưa cái là ao ạt luôn ha. Lần đầu tiên sau nhiều tháng chúng tôi mới thấy dự báo thời tiết rất là chính xác. <laughs> Ngày hôm qua, hôm qua đi làm thì trời đẹp phải không? Nhưng mà lúc trong lúc đi làm mình cũng không để ý vấn đề thời tiết bởi vì cuối năm mà, với lại đầu năm À, đầu năm thì quá đẹp rồi, à, xem uh, Rose Parade Sau đó thì lái xe hôm qua đi làm mới nghe dự báo thời tiết Thì họ nói rằng uh, mây sẽ kéo vào vào ban đêm Rồi đến trời dạng sáng sẽ mưa, chính xác vô cùng Mưa đến khi nào Ngọc Lan có biết không? Uh, ngay ở thành phố Westminster là sẽ mưa đến 8 giờ sáng <laughs> 8 thế giờ, thế? Oh. sau khi quý vị coi uh, chương trình uh, Cà Phê Sáng xong thì mưa sẽ tặng mm. Rồi sau đó thì đi ăn ráo sáng. Dạ, yeah. à, còn những thành phố khác thì Ngọc Lan không coi gì. Thì... Trời này, cũng... này đi ăn phở tuyệt vời thưa quý vị, sáng này tuy những cái thèm phở, thấy trời <laughs> mưa đó. À, nhưng mà trong thời gian qua à, không biết Ngọc Lan có biết được ai bị bệnh cúm rồi có thể COVID hay không. Quá nhiều, quá nhiều xung quanh Ngọc Lan, ngó qua bên phải, ngó qua bên trái, ngó trước mặt, ngó sau lưng, ở đâu cũng có người bệnh <laughs> yeah. hết trơn. Dạ, yeah. và có nhiều người cũng thấy cũng nặng lắm nói chuyện khào khào rồi có yeah. kéo dài cũng cả tuần lễ rồi yeah. ho uh, rất là nhiều cho nên là ừ. cẩn thận. Cái chuyện này uh, mình cũng đã được uh, lặp lại vào những tháng cuối năm vào chúng tôi nhớ là tháng 9 cũng đã đề cập bởi vì khuyến cáo của CDC cơ quan y tế họ nói năm nay đó uh, cúm uh, thường là đến vào tháng 10 thì đã kêu gọi chúng tôi cũng khuyến khích quý vị đi chích ngừa cúm cộng thêm với chích ngừa covid nữa. Yeah, vừa rồi chúng tôi chích cả hai mũi cúm và covid có thể vì thế mà đã hy vọng là thoát được cái trận mà dịch lúc này ngày hôm nay thì cơ quan y tế quận los angeles báo cho biết đó là cơ quan cdc đã đưa số bệnh nhân của quận los angeles và lẽ đương nhiên ở quận cam cũng bị ảnh hưởng chung luôn vào cái danh sách là số bệnh nhân nhiễm cúm và covid cùng một lúc vào danh sách gọi là trung bình trung bình là bình thường là cao lắm và họ nói cái mùa dịch cúm này đột biến giữa cúm bình thường và phối hợp với loại covid cộng thêm với cái bệnh hô hấp mà cái bệnh hô hấp chúng ta nghe ở bên trung quốc rồi nó tràn sang anh quốc hà lan nhiều quốc gia ở châu âu cũng bị ảnh hưởng nữa và qua đó chúng ta sẽ chờ đợi cái số trường hợp nhiễm từ anh quốc vào mỹ như chúng tôi đã thừa và đó là cái trường hợp hiện nay họ nói à, các chuyên gia của Kaiser Permanente vào sáng ngày hôm nay đó, họ nói đây là cái sự bùng phát và thậm chí có ba loại siêu vi khuẩn luôn, siêu vi khuẩn hô hấp, ASV rồi à, bệnh cúm, flu, rồi COVID-19 luôn. À, chúng tôi nghe ngày hôm qua có người bạn báo là bà xã của ông bị cúm Xong đó bị tái tái bệnh covid 19 nằm ở nhà liệt cả tuần lễ này vừa nghĩa là đỡ đỡ một chút xíu dậy thì đi test thử thì mới biết là bị covid 19 luôn nhiều người bị covid mà không test cho nên họ cảm thấy có cái gì đó nó nó, nó lạ lắm nó so với um, trước đây thì uh, đó là những cái khuyến cáo đưa ra hiện nay um, bây giờ thì cũng khá muộn <laughs> thì chích ngừa nhưng mà cũng cũng không sao cũng nếu quý vị đi chích thì vào thời điểm này cũng được nhưng mà chích thường thường là chích vào tháng 9 tháng 10 là tốt nhất để phòng ngừa bởi vì khi mà chích vào cũng mất một thời gian để cơ thể mới thích ứng được à, còn trường hợp bây giờ nếu quý vị bị cúm mà cảm thấy bị lâu đó thì có thể đã bị nhiễm luôn cả covid và luôn cả trường hợp bị đường hô hấp nữa à, trẻ em rồi người già được khuyến cáo cẩn thận nhất À, bệnh viện thì không có đông đúc như thời mà họ nói Covid đâu à, 2000, 2021, 2022 Nhưng mà bước sang những ngày tháng cuối năm đó, Thì bệnh viện cũng nhiều hơn thường lệ Nhưng mà đựng cái đó là Chưa thấy báo cáo có trường hợp tử vong vì Covid-19 Cũng thì nặng Họ nói thường trong trường hợp này Các chuyên gia nói đó Họ kéo dài một tuần lễ luôn à, Ho khủng khủ Rồi nhức đầu Rồi mệt mỏi Nằm yên một chỗ cách tốt nhất họ nói là chỉ có nằm yên một chỗ cho nó qua thôi chứ uh, cố gắng làm cái gì nó cũng rất là mệt cho nên cứ nằm yên nghỉ ngơi cố gắng ăn uống uống nước thật nhiều vào nha yeah. yeah. à, bao giờ cũng vậy khi mà bệnh là cơ thể chúng ta nó nó yếu hẳn rồi nhưng mà nhiều người á vì cái công ăn việc làm đôi khi vẫn Chà... phải cố 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 uh, cố quá thì người ta nói là thật cố quá cố làm à? đi làm xong lây hết trong cả đám cố quá mình quá cố à, thưa quý vị anh thụy nhắc đến covid 19 thì ở việt nam từ bắt đầu từ đầu năm đến bây giờ bắt đầu từ ngày sau ngày lễ một tay hai tay là họ bắt đầu xét xử cái vụ mà việt á liên quan đến covid 19 thì chúng tôi sẽ trình bày trong những phần sau nhưng mà bây giờ ở mỹ thì cái một vụ kiện này nó khá là um, mình thấy ở mỹ thì cái gì cũng kiện được mm. nhưng mà ở đây mình xem để mình biết được người ta có nhiều cái lý do để kiện yeah. ở đây á một người phụ nữ họ đứng đơn để kiện cái công ty mà à, sản xuất ra cái kẹo đậu phộng á Reese, mà quý vị thường hay thấy thường á thì nó sẽ là một cái viên nó tròn tròn nó ở phía ngoài cái giấy nhúng nhúng nhút mm. rồi chỉ có một yeah. cái sô cô la mình thấy là cái màu nâu nâu rồi mm. ở giữa là đậu phộng yeah. như vậy thôi nhưng mà cô này cũng nói là bình thường thì cô không có thích cái kẹo đó bao giờ hết Nhưng mà vừa rồi á, trong cái đợt mà Thanksgiving á Thì khi mà cô đi cô thấy những cái viên kẹo này Nó có cái hình giống như hình quý vị nhìn thấy Là nó cái gương mặt như là gương mặt con ma cười á Rồi ừ. nó vừa giống như trái bí Cho nên nhìn cái hình đó cô nghĩ rằng Ô một cái viên kẹo này mà cái hình thù nó như vậy Thì nó sẽ rất là vui khi mà mình gỡ cái gói kẹo đó ra mình cầm cái viên kẹo đó mình ăn mình sẽ cảm thấy được là cuộc đời mình nó vui sướng nó hạnh phúc đủ thứ hết cho nên cô mới mua ừ. tuy nhiên khi mà mở mà cái gói giấy ra lấy cái viên kẹo ra thì trời ơi tôi không thể nào tôi ăn được một viên kẹo mà nó xấu xí như vậy xấu. có nghĩa là cái hình của cái viên kẹo thật sự ở trong cái gói giấy đó đó không giống nó không ngoài. có giống Oh. nó không có giống cho nên là uh -huh. gây cho cổ một cái sự phiền toái gây cho cổ một cái sự giống như là bị thất vọng nói chung là đủ thứ trầm cảm kéo theo hết uh -huh. đó là lý do để kiện cho nên từ cái vụ kiện này thì người ta mới nói rằng là nhắc lại nhiều cái vụ trước đây ví dụ như quý vị nhìn thấy uh, trước đây uh, những cái uh, uh, cái uh, chỗ mà bán hamburger đó, họ uh -huh. cũng bị kiện với lý do là cái bánh mà vẽ ở trên các bản quảng á. cáo nhìn nó to hơn đúng. nó hấp dẫn hơn yeah. là cái bánh thật đúng. cho nên cái chuyện mà quảng cáo và thật nó không có giống nhau thì bây giờ đến <laughs> cái viên kẹo này cũng vậy họ nói rằng là họ họ không thể nào họ chấp nhận được tại sao mà ở ngoài quảng cáo một cái viên Quá kẹo đẹp. mà nó nó đẹp hình hài nó đẹp như thế này nhưng mà khi ăn thì không có được chỉ thế thôi chỉ thế thôi là mà mọi dẫn đến trầm cảm <cười> <cười> đúng là ở Mỹ này à, thưa <laughs> quý vị uh chúng tôi nghe theo dõi tin tức Việt Nam rất nhiều à, toàn là những cái chuyện mà hối lộ rồi à, nhận hối lộ rồi ra tòa rồi bao nhiêu vụ án đại án không thôi nhưng mà Ngọc Lan có bao giờ đọc những cái bản tin thấy rằng có các triệu phú tỷ phú Việt Nam tặng vào các quỹ từ thiện tặng cho trường học tặng cho các quỹ giáo dục Hình như hiếm lắm phải không ạ hiếm Hiếm nhưng mà cũng có chứ không phải là có, không, có, không? có, ông uh, duy nhất là ông uh, chủ tịch tập đoàn uh, Phạm Nhật, Vinh Phát... oh, Phạm Nhật, Phạm Nhật Vương, Vương là ông mở nguyên hẳn một cái quỹ, một à. cái quỹ học bổng và một cái quỹ đó tặng cho các nhà nghiên cứu trên thế giới, cái số tiền Thì... rất là lớn à thì có à, phần lớn chúng ta trước đây cũng nghe mỗi lần bão lũ lụt bão lụt thì thấy các nhà từ thiện trong đó ca sĩ vân vân yeah. nhưng mà rồi bị kiện những cái vụ mà chia không đều cái gì đó rồi từ từ cái vừa rồi họ cũng dẹp bỏ luôn nhưng mà ở Mỹ này hàng năm có những danh sách các nhà tỷ phú triệu phú vân vân cái số tiền đóng góp rất là nhiều và chúng ta thấy là những người tỷ phú ở mỹ này đó lại đương nhiên họ giàu nhất thế giới rồi nhưng mà công việc làm từ thiện và thậm chí đó họ nghĩ tới tương lai nữa tức là những điều những gì họ làm ra ngày hôm nay không phải là cho họ mà cho thế hệ tương lai thí dụ như ông warren buffett này ngày hôm nay thưa quý vị có một tổ chức chuyên theo dõi số tiền từ thiện của các nhà tỷ phú, triệu phú, các nhà từ thiện của Hoa Kỳ đóng góp Mang tên là Chronicle of Philanthropy Là danh sách các nhà từ thiện đóng góp Họ muốn tìm hiểu xem trong một năm qua Thời gian nếu mà đầu tư khó khăn hay đầu tư lên xuống như thế nào đó Thì cái quỹ từ thiện này đóng góp như thế nào Thì danh sách được đưa ra ngày hôm nay Vào khoảng năm 2023 có tất cả là 3,5 tỷ Mỹ Kim đóng góp phần lớn là cho các trường đại học. Ừ. Điểm đáng chú ý đấy, những người mà tốt nghiệp các trường đại học ra đó, à, trong đó ông Warren Buffett thì à, à, lẽ đương nhiên ông đóng góp cho trường xưa của ông rồi, nhưng mà phần lớn quỹ đóng góp của ông là dành cho các giáo dục. À, quý vị thấy những người tốt nghiệp từ các trường lớn mà kể cả California nữa, khi mà họ thành công đó trong lĩnh vực đầu tư đó là thường. Là họ đóng góp trở lại cho cái trường học của họ bởi vì họ nói tôi tốt nghiệp từ trường đã giúp cho tôi có được cái thành quả ngày hôm nay ừ. chúng tôi trở lại gửi đến quý vị thêm các danh sách các nhà từ thiện Mỹ đóng góp để cho thấy rằng là thế hệ trọng tương lai rất nhiều em ngày nay gặp khó khăn bởi vì đa phần các quỹ này đóng góp cho những người gặp khó khăn ngay sau phần quảng cáo quý vị Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chu chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sâm ngâm mật ong Miss Linh và Hà Thủ Ô Miss Linh gọi ngay 4085807565 để đặt hàng. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến một tổ chức và họ có tạp chí gửi đi khoảng vài tháng một tạp chí, một số một ấn bản The Chronicle of Philanthropy danh sách của các nhà từ thiện và qua đó chúng ta mới thấy được một quốc gia có giàu mạnh và thế hệ tương lai của quốc gia đó có phát triển để đóng góp cho cái sự thăng tiến của một quốc gia đó hay không là còn dựa vào các quỹ từ thiện nữa nếu mà không có các quỹ này đó cái việc thăng tiến không thể nào dựa vào chính phủ được hết cả mà còn phải do các à, nhà từ thiện các trường đại học chẳng hạn như là harvard yale v v đó, họ đã nhận được biết bao nhiêu tiền tài trợ tù của những người gốc do thái những người này cũng tốt nghiệp à, trường luật tốt nghiệp về quản trị quy, kinh doanh từ harvard ra à, trong đó các nhà tỷ phú Năm nào họ cũng đóng góp cả. Riêng với ông Warren Buffett đó, ông đã từng hứa hẹn lúc mà chúng tôi nhớ là cái quỹ và cái tài sản của ông vào khoảng 50 tỷ Mỹ kim thôi, cách đây cả chục năm rồi. Mà lúc đó ông hứa đó, tất cả nếu mà ông qua đời đó, tất cả số tiền đó ông đốc cũng góp vào quỹ từ thiện hết. Người con trai của ông đó, lại sống trong một cái căn chung cư ở Washington DC. À, khi mà hỏi tới thì anh anh rất là không có hề mà ganh tị với những cái số tiền mà bố ông nói không tôi tự làm tôi tôi học à, được cái giáo dục trong gia đình ông bố ông Warren Buffett vẫn sống trong cái căn nhà ông mua có ba mươi mấy ngàn đến giờ phút này lẽ đương nhiên các tỷ phú khác họ sẽ có đời sống xa hoa nhưng mà quý vị nhìn thấy Elon Musk á ông không có cái đời sống xa hoa à, Bill Gates cũng thỉnh thoảng có nhưng mà phần lớn các số tiền đó cũng đóng góp vào quỹ từ thiện và vì vậy những người chẳng hạn như là ông James Simon đây là một trường hợp rất đặc biệt ông là một nhà toán học ông tốt nghiệp trừ trường đại học ra nhưng mà sau khi tốt nghiệp đó ông dựa vào toán học để đầu tư vào thị trường chứng khoán và ông trở thành tỷ phú ông có cả một cái quỹ đầu tư phối hợp với vợ hai vợ chồng ở California cùng với những nhà tỷ phú khác hàng năm ông đều đóng góp vài trăm triệu Mỹ kim <laughs> vài trăm triệu Mỹ kim bởi vì họ nói tiền chúng tôi có năm chục tỷ một trăm tỷ à, chúng ta nghĩ rằng ô họ giàu quá rồi đóng góp cái giống tiền lẻ không phải đơn giản như thế đâu à, chúng ta xem lại những người triệu phú tỷ phú thí dụ có ở Việt Nam họ đóng góp bao nhiêu thí dụ như thế nhưng mà nếu có được những cái số tiền này đó À, phần lớn á, là vào à, các à, học bổng cho những người gặp khó khăn gốc phi châu vân vân và trường đại học ở các nơi nếu mà không có những quỹ này làm sao họ cho được những cái học bổng và học bổng hàng năm à, con em của quý vị con em của chúng tôi nhận được đó là cũng đến từ các nhà tài trợ này các trường học mỹ trường mỹ nó giàu khủng khiếp luôn thí dụ như Harvard Yale đó khi mà họ nhận được những cái tài trợ này lên tới cả trăm triệu hàng năm như thế đó, họ dùng cái số tiền đó họ đầu tư với các nhà đầu tư đại tài của Mỹ đó, thì cái số tiền đó hàng năm nó đẻ 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 ra, cho nên cái số tiền đóng góp nó đó vẫn còn, họ dùng cái số tiền lời từ những nguồn đầu tư đó họ giúp cho các quỹ học bổng, rồi các nhà đầu tư này đó họ đóng góp cho các cuộc nghiên cứu nữa về công nghệ và các tổ chức giúp cho người nghèo, giúp cho những người khó khăn trong đời sống. Cho nên tôi thấy cái sự thăng tiến của một quốc gia đó là dựa vào cái sự đóng góp của các nhà đầu à, tài trợ. Mà điểm đáng chú ý đó tôi thấy nước Mỹ này à, người Mỹ có thể nói rất là rộng lượng nha Ngọc Lan để ý cái go phân mi đó, cái quỹ go phân mi. Rất nhiều người họ chỉ nghe một cái câu chuyện như thế thôi. Đóng góp 10 đồng 20 có người đóng góp 5 ngàn 10 ngàn hmm. Họ có nghĩa là họ có dư tí tiền là họ đóng góp đôi khi có những cái nguồn đóng góp đó nó đi vào cái chỗ bị lừa đảo nhưng mà rồi vẫn đóng góp như thường à, những gia đình nào gặp tăng lễ khó khăn là cứ lên go phân mi là thế rồi sau một thời gian lại nhận được tiền. Yeah. Ngọc lại nghĩ uh, cái đó nghĩ cái lòng quảng đại nó yeah. có, có nghĩa là người ta sẽ nhận, nhận được cái gì xong rồi người ta sẽ trả lại cho những <laughs> cái người khác uh, rất là tiếc là ở Việt Nam mình sẽ không thấy có những cái bệnh viện hay những cái công trình lớn được yeah. xây dựng để mang tên một nhà uh, triệu phú, một nhà tỷ phú, ừ. một người giàu có nào đó giống như là họ bỏ tiền ra để mà họ uh, xây dựng cái công trình đó hoặc là cái bệnh viện đó, nhất là bệnh viện ở Việt Nam thì thiếu rất là trầm trọng. Nhưng mà cái tiền mà đó bỏ vô túi riêng của mình á, thì lại rất là no, nhiều, và vơ vét thì nhiều. Yeah, vết thì ừ. nhiều. Uh, như Ngọc Lan đã nói là bắt đầu từ ngày 2 uh, tây tháng 1 của năm 2024, thì ở Việt Nam bắt đầu xử cái vụ gọi là đại án à, liên quan đến công ty Việt Á. Và đây á, là lần đầu tiên mà ba người thuộc à, trung ương đều bị đưa ra xét xử thì à, ở trong đó là có ông à, Nguyễn Thanh Long là ông này là cựu bộ trưởng Bộ Y tế được cho là ăn hối lộ hơn 2 triệu đô la. À, rồi một à, người thứ hai đó là ông này là ông à, Phạm Xuân Thăng là cựu bí thư tỉnh ủy à, tỉnh à, hải dương đây là cái nơi mà kêu bằng à, để cho việt á là bao trùm trọn gói về cái chuyện mà cái à, à, xét nghiệm à, người thứ ba đó là ông chu việt anh ông chu, ông chu ngọc anh ông chu ngọc anh thì là trước đó là bộ trưởng bộ khoa học công nghệ rồi sau cũng trong cái thời gian dịch đó thì ông được làm là à, bí thư của hà nội thì đây là ba người là trực thuộc trung ương thì khi mà đưa ra nguyên một cái vụ này bà xét xử đó thì mới nhìn khi mà nhìn toàn cảnh lại tệ thật ra trong cái thời gian mà những người này bị bắt rồi nói liên quan đến việt á đến ông phan quốc việt là giám đốc của công ty việt á cái cách thức làm sao mà ông này có thể là ăn trọn cái chuyện mà việt á như vậy rồi những cái kích xét nghiệm đó thì khi mà đọc lại nhìn lại hết mình mới hiểu đi từng bước từng bước mới thấy rằng cái, cái đầu tiên khi mà dịch Covid-19 nó bùng nổ đó thì ở bên chính phủ mới giao cái chuyện mà đi tìm làm sao phát um, giống như là một cái công trình nghiên cứu ra cái kích xét nghiệm đó để giao cho bên Bộ Y tế, rồi giao cho bên Học viện Quân y làm. Thì lúc đó ông Phan Quốc Việt này, ông biết được cái chuyện đó cho nên hai bên ông đến để ông bắt đầu là đúc lót để ông hợp tác cùng với lại bên Học viện Quân y để làm ra cái kích xét nghiệm thì khi mà có cái kích xét nghiệm đó thì kỳ rồi bên mà xét uh, xử ở bên uh, bộ quốc phòng mà xét thử tòa án quân đội xét xử ở bên học viện quân y thì người ta cũng nói rằng cái kích xét nghiệm của việt á là tốt hơn cho nên trong thời điểm đó chọn cái đó nhưng mà thật sự đến bây giờ người ta không có xét cái vụ mà cái chất lượng của cái bộ xét nghiệm đó bởi vì họ nói rằng nó vẫn đầy đủ các yêu cầu chỉ có chuyện là nó bị nâng cái giá lên nâng khống cái giá lên xong rồi cái tiền đó bắt đầu rải ra rải ra cho khắp mọi người luôn thì bây giờ những cái người người ta đã ăn hối lộ trong cái vụ này như thế nào à, từ đầu đó từ cái chuyện mà kinh phí của chính phủ đưa xuống nhưng mà là rồi lại biến thành là, là cái công trình của một cái đơn vị tư nhân rồi cái tư nhân đó xét nghiệm ra mỗi ngày sản xuất ra bao nhiêu xong rồi bắt đầu mới đi đi chi tiền cho tất cả các cái cơ quan à, của các tỉnh để mà mình được chọn cái đấu thầu đó được chọn lựa rồi cái số tiền nó lên đến như thế nào và vì cái lợi nhuận đó có nghĩa là càng mua nhiều thì cái huê hồng càng nhiều cho nên các tỉnh nó mới bắt đầu đè xuống người dân để mà cứ thọc mũi ngoáy mũi tại sao mình trong thời gian qua mình thấy một cái cái chuyện mà ngoáy mũi ở việt nam nó lên nó kỳ dị như vậy thì nó có cái nguyên nhân nó là như thế dạ yeah. À, xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số hình bản đồ Việt Nam và Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Sâm ngâm mật ong Miss Linh và Hà Thủ Ô Miss Linh gọi ngay 408 580 7565 để đặt hàng. lan đang gửi đến quý vị một cái bản tin việt nam và qua cái bản tin đó chúng tôi thiết nghĩ nếu nếu đây là cái mơ ước <laughs> trong nước cũng như ở ngoài nước nếu những cái số tiền mà hối lộ đó cả tỷ tỷ mỹ kim hàng năm ở việt nam mà đóng góp vào các quỹ từ thiện giúp các học bổng cho các học sinh đặc biệt là các em nghèo đó có được việc học không thôi đó rồi những cái em mà có khả năng học giỏi đó ra ngoài nước được đi du học rồi với điều kiện là sau khi tốt nghiệp trở về để đóng góp và các quỹ này đó mở ra các trường nghiên cứu để các em về là có việc làm về nghiên cứu về nhiều cái lĩnh vực lắm như nam hàn họ làm như nhật bản họ làm thì chắc có lẽ việt nam trong tương lai khá hơn nhiều lắm chứ nhưng mà rồi đó, mỗi một ngày chúng ta càng nghe là đại án rồi ông bộ trưởng này thứ trưởng kia yeah. vơ vét họ chỉ nghĩ đến chuyện vơ vét nhận hối lộ ai là nhận bao nhiêu tiền rồi dùng cái số tiền đó ăn chơi nghĩa là đóng gây bao nhiêu cái 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 đời sống cho người Việt Nam khi mà mình đọc những cái báo chí viết về cái vụ xét xử này đó thì sẽ thấy ngoài cái chuyện mà cái họ ăn hối lộ họ chung hối lộ mình sẽ thấy rất nhiều cái mặt đằng sau của một ừ. xã hội. Việt Nam là một cái nước mà không cho giao dịch bằng ngoại tệ. Mà chỉ có tiền đồng Việt Nam thôi. Ờ, đã có những cái trường hợp, có những người dân được người thân ở nước ngoài về ở, cho họ 100 đô, mang ra tiệm vàng đổi. Thế là bị bắt. Vừa bị ừ. tịch thu tiền đó, vừa bị đóng phạt gấp 10 lần. Có nghĩa là người ta đã nghèo rồi. Mà cái ừ. tiền bị mất là như vậy. Nhưng mà ở đây á, cái ông Phan Quốc Việt là giám đốc của công ty Việt Á đó. Ông nói một lần ông đi Hà Nội là ông sách cả vali tiền đô la đi ra để mà hối lộ. Ông nói rằng là trong thời gian đó thật sự bản thân ông cũng rất khó khăn về tài chính. Bởi vì năm 2020 á, là lúc đó chính phủ với các cái tỉnh thành chưa có trả tiền những cái bộ xét nghiệm đó. Cho nên mà cái công việc làm ăn không, ông nói là không phải hoàn toàn là là dễ dàng mà rất khó cứ nộp ví dụ hộp hồ sơ này để xin làm cái này họ đều làm khó làm dễ hết. Tại vì không và, có tiền. Cho nên đổ. á ông phải đi vay nóng của bạn bè ừ. của người thân vay thì vay tiền Việt Nam xong rồi đổi ra đô la để cho wow, gọn còn... cho và bắt đầu là sách ừ. đi cái đó để mà chung chi trong trường hợp của ông ông bí thư của tỉnh Hải Dương là Phạm Xuân Thăng á khi mà ông Phan Quốc Việt này khai rằng là ông đó ông Việt này đã hối lộ cho ông Dương đó là 100.000 đô la. Ừ. Thì ông Thăng đó, ông từ ông nói là không có, ông nhận chỉ có 100 triệu thôi là khi mà ông Việt này ra Hà Nội gặp ông đó, uh, ra tỉnh Hải Dương gặp ông đó để cảm ơn vân vân thì nói là chỉ xách vô cái túi quà rồi nói rằng là uh, có chút quà tặng cành đào, chỉ như vậy thôi thì khi ông Việt này về thì ông Thăng nó mở ra thì thấy trong đó có một vài những cái bộ xét nghiệm của Việt Á xong rồi đó có hai cục tiền, mỗi cục là 50 triệu đồng Việt Nam 50 triệu đồng, hai cục là 100 triệu đồng, tức là 100 triệu đồng khoảng hơn 2.000 đô la thôi uh, hai chục ngàn đô la chứ hơn hai chục ngàn đô la thì ông này ông chỉ nghĩ rằng ờ ông kia nói là tặng một cành đào thì cái này có lẽ là nó giống như một cành đào tương đương với một cành đào và đây là cái văn hóa của người Việt Nam cho nên tặng ông đào cho chuyện nhau chuyện đó không có gì là Đúng quan lý trọng lý. hết không yeah. nghĩ đó là hối lộ mà thật sự khi ông Việt này ông nói ông Giao thì ông cũng nói là không ông không nghĩ đó là hối lộ mà chia sẻ lợi ích theo văn uhm. hóa của người Việt Nam Đúng tức rồi. là tôi tặng. làm ăn được tôi tặng cho anh cái kiểu nó là như vậy còn trong khi ông Chu Ngọc Anh là bí thư của Hà Nội rồi trước đó là bộ trưởng công nghệ khi mà ông việc này sách đến đưa cho ông số tiền là 200.000 đô la cũng là tiền đô thôi thì ông chỉ nghĩ là ở cái đến bây giờ ông ra tòa ông cũng nghĩ là ông cảm thấy rất là xót xa bởi vì ông không trả lại cái tiền đó là bởi <laughs> lúc đó ông không biết trong đó có tiền đưa cái à, ba lô thì đó là à, thì ông bỏ vô trong tủ đến khi mà hai tháng sau lúc mà ông dọn dẹp phòng để về nhận cái chức wow. là ở um, hà nội đó à, thì ông mới lấy mới cái ba lô đó ra là... mới mở ra mới thấy tiền thì mới à, đưa cất đi rồi có dịp sẽ trả lại có nên dịp trả lại vì đi công tác quá nhiều và bận quá nhiều việc cho nên đến khi vụ án ừ. xảy ra ông vẫn chưa có tội cơ hội trả lại quá thì bây giờ ông chỉ nộp trả lại cho Ờ, nhà nước cái số tiền đó nhưng mặc dù là hình như cũng chưa có đủ còn một chút chưa có đủ nhưng mà đó là cái đổi đau xót nhưng mà nhìn ở đây mình mới thấy rằng thứ nhất cái, cái, chuyện trong khi ngoại tệ thì không được mà mình thấy cái chuyện những người này ủa buôn bán ngoại tệ ở đâu ra tại sao họ đổi được cái số tiền nhiều như vậy thì nó cũng phải có một cái đường nào đó cái thứ hai cái suy nghĩ rằng là cái chuyện cảm ơn bằng một số tiền rất lớn đã trở thành máu của người Việt Nam rồi yeah. Cho nên không thể nào nói rằng có ai là thanh liêm được hết Bởi vì họ đông nghĩ đó là hối lộ Mà họ nghĩ đó là cảm ơn Sáng nay ừ. khi vào phòng ghi hình Chúng tôi đang tìm cách thuyết phục Ngọc Lan Làm một chương trình Việt bao la ừ. À, chịu khó Ngọc Lan lái xe xa lắm thưa quý vị Mới đây đi lên Ventura lái cũng hai tiếng đồng hồ Cho nên lái xe có 45 phút rồi ngắn ngắn đường ngắn lắm Ngọc Lan ơi Lên Pasadena bởi vì ngày hôm nay họ vừa đưa ra bản tin à, California miền Nam vừa có một nhà hàng áp dụng trí thông minh nhân tạo robot đầu tiên trên thế giới đã khai trương và trên mạng Miso cái cái mạng này Miso Technology họ giới thiệu người máy Flippy Flip burger đó, các quý vị công việc flip burger tức là chở mặt cái burger, cái chữ flip là như thế. Đi làm công việc flip burger thì họ đặt tên này kỹ thuật này là flippy, tức là người máy mang tên flippy dễ thương quá. <laughs> <laughs> Nhưng mà đối với những người mà đang làm cái công việc nấu nướng trong nhà hàng thì họ bắt đầu họ đang hơi lo và họ nói chẳng cái gì dễ thương anh Thủy, cái này sẽ chiếm công việc của tôi bình thường cái loại người máy người máy thì đã được Toyota vân vân Honda áp dụng cả chục năm nay rồi để làm gì người máy trong hãng xưởng lắp ráp xa hơi nhưng mà người máy đó hoàn toàn khác với người máy cảm ứng người máy mà làm những công việc lắp ráp đó họ đưa vào trong máy điện toán tức là làm sao thì cứ theo đó thôi đằng này cái công nghệ AI đó là trí thông minh nhân tạo nó cảm ứng được và nó có thể đưa ra nhiều cái nỗ lực tiết kiệm hơn cho chủ nhân. Thí dụ nó biết được còn bao nhiêu dầu, dầu này được chiên bao lâu, khoai tây chiên đã đến chín và nó chín chín đủ chưa. Thực đơn đòi hỏi là cái khoai tây này ít uh, muối hoặc là ít dầu, cái miếng thịt này nó như thế nào thế nào. Người máy hiện nay và trong tương lai sẽ làm được điều đó misorobotics.com họ có trang trang mạng ở trên đây. À, thưa quý vị vào đây để thấy rằng nhà hàng này ở thành phố Pasadena ở trên đường Green Street đường rất là lãng mạn rất là thơ mộng ở đường này bởi vì chúng tôi ngày xưa sống ở đây biết nhiều nhà hàng đẹp lắm thì đây là nhà hàng đầu tiên nhưng mà vô đây đó Ngọc Lan nhà hàng mang tên là Cali Express nó có đâu sáng này tôi đọc thấy gì có giới thiệu gì có ba món à uh, sandwich bánh mì kẹp thịt đó rồi bánh mì uh, kẹp phô tức là kẹp uh, cheese món thứ nhì khoai tây chiên bởi vì nhà hàng này đang thử nghiệm và họ nói rằng họ mặc dù khai trương bán rồi đó và họ nói rằng những ai muốn đến thăm á, thì chịu khó lên trên mạng của nhà hàng để ghi danh thì họ sẽ đưa cho chúng ta cho, cho phép chúng ta đi vào để xem cái người máy này như cái tự nhìn thấy đó, đó 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 họ có ở trên mạng họ chiếu cho mình thêm đó cái tay này lấy french fry như thế nào nó thay đổi hẳn và người máy thì không có làm biến không cần trả lương không cần tiền tiếp không gì hết đã vậy công việc rất là siêng năng chưa hết đo lường được phẩm chất của cả cái khu vực mà người máy làm làm việc. Ừ. Cho nên nó nó còn đi xa hơn con người. Con người đôi khi làm lỗi ha, đôi khi nghĩa là đủ thứ chuyện hết đó. Người máy chỉ biết công việc đó cộng thêm trí thông minh nhân tạo nữa. Và không có uh, giống như là người này quen của mình sẽ bỏ thêm nhiều hơn và ưu tiên cho lấy đồ trước, không cãi <laughs> nhau với khách hàng. Chúng tôi quay trở lại ngay sau phần quảng cáo quý vị. Nha. Chương trình này được bảo trợ bởi. Chin và Kim Thu Cherry, nơi duy nhất bán vàng bốn số chín in hình bản đồ Việt Nam bảy và bảy một bốn sáu chuyên bán cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ bảy và bảy một bốn mật ong Miss Linh và Hà Thủ Ô, Miss Linh gọi ngay 408 580 7565 để đặt hàng. Chúng tôi đang gửi đến quý vị bản tin liên quan tới người máy áp dụng trí thông minh nhân tạo. Không phải là người máy bình thường, cái chuyện người máy bình thường nó qua cả chục năm nay rồi. Bây giờ có thêm AI áp dụng thêm trí thông minh nhân tạo nữa. Và công việc của người máy trong tương lai càng ngày càng phức tạp hơn và khởi đầu từ thành phố Pasadena với nhà hàng nó là nhà hàng chứ thực sự nó là chỉ là một cái cái chỗ cái cửa hàng fast food bởi vì nó có mấy món à Cali Express ở Pasadena lần đầu tiên trên thế giới áp dụng người máy trí thông minh nhân tạo để flip burger và french fry. Trong tương lai chúng tôi nghĩ trong khoảng 5 năm tới 10 năm nữa đó là các chuỗi nhà hàng, bởi vì họ đang đương đầu với cái tình trạng mà nhân công mà họ có thể xuống biểu đình công, biểu tình, lương 20 đô la cho nhà nhân viên của nhà hàng thức ăn nhanh ở California bắt đầu vào tháng 3 tháng 4 sắp tới đây này áp dụng 20 đô la, cho nên kỹ nghệ trong tương lai sẽ áp dụng người máy rất nhiều. Biết đâu đó một ngày nào đó nhà hàng sẽ bán phở với người máy. Chúng ta ngồi đó ăn thấy bàn tay như là hai không phải là một tay nữa mấy cái tay luôn hành khiết này nọ hết Câu và hay cần lắm hết bóc nó, cho nó, nó đều nó, hết. cái người mấy nó xem cái order của mình đặt vào không có hành hoặc là nước béo hành trần là nó cứ gấp nó bỏ vô không cần và không có làm sai cái chuyện đó dựa trên cái cái đơn đặt hàng cái chuyện đó chúng ta nghe thấy bây giờ là họ bắt đầu rồi rồi cho nên tương lai là như thế đó ngọc lan và bây giờ cái công ty flippy này tuyên bố đó những ai muốn đầu tư họ sẽ tới thiết kế hoàn toàn bằng người máy hết và cứ thế thôi không cần mướn nhân viên luôn nữa chỉ có thể là có nhân viên đứng đấy đơn đặt hàng là thôi nhưng mà thay vì dựa vào cái người đầu bếp đó ngọc lan ừ. cái đầu bếp mới là khó ống nghỉ cái là chết phải không cho nên chủ nhân mà làm nhà hàng đó cái người chủ phải biết nấu luôn để rủi ro cái người đầu bếp chính mà nghĩ thì cái người đó nhảy vào. Bây giờ robo lo cho Ngọc Lan hết. Ngọc Lan nghĩ vì sao? Như vậy sẽ sẽ không còn những cái chuyện mà chúng ta nghe tin tức ví dụ như là có những người khách hàng đã đến cái tiệm đó ăn suốt mấy chục năm rồi biết cái người tiếp viên đó, cái người nhân viên phục vụ đó bao nhiêu năm ừ. cho đến lúc mà cái người khách đó họ chuẩn bị họ qua đời, họ để lại cái di chúc toàn bộ số tài sản để lại cho người đó bởi vì no. trong bao nhiêu năm ra sẽ không còn những cái câu chuyện. Có câu chuyện không còn nữa chẳng lẽ nào đấy là cho robot nào đó thì cũng không được tại vì robot nó có cái thời gian sống rồi cái chuyện mà <laughs> robot mà ra mang đồ ăn ra cho mình á là đã có ở bên Trung Quốc ở một ừ. số các nơi rồi là mình cứ ngồi đó rồi robot mình order hàng xong á mình ngồi tại chỗ luôn một lát tức mình họ đưa cho một cái máy bấm 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 vào order xong một lát thấy có người máy đưa ra cái món đó Yeah. Okay. Cái chuyện đó đã có thì, rồi Thì từ từ con người không biết là mình sẽ trở nên lạnh lùng lạnh nhạt ra sao <laughs> Nhưng mà uh, lạnh lùng lạnh nhạt như thế nào quý vị Một lần nữa bản tin này nhắc nhở quý vị Phải để ý không chỉ là khi mình rời khỏi chỗ làm Mình rời khỏi shopping Có xe nào đi theo mình hay không yeah. Mà ngay cả khi mình về đến nhà rồi Bước ra khỏi cửa xe ngay trước nhà vẫn bị ăn cướp Thì đây là một người phụ nữ Ờ uh, Người phụ nữ là, là một người à, Trung Quốc bởi vì trong bản tin mới đầu nghe cái tên tên Liên tưởng là người Việt Nam nhưng mà không phải. Cô này nói tiếng tiếng Hoa à, cho nên các người con của bà nói như vậy ngoài 60 tuổi thôi. Thì à, mới hôm à, 26 tháng 12 bà này làm cho nhà hàng thì có lẽ là theo như hai cô con gái của bà nói lại với đài KTLA thì có lẽ là bọn này nó đã theo dõi bà này rồi biết biết là người này có tiền mặt cho nên đó, khi mà ra khỏi nhà hàng, bà về đến nhà đã đậu xe ở trước cửa nhà rồi, từ mở cửa xe bước ra thì hai tên này à, theo như camera ghi lại thì chắc là còn rất là trẻ, chừng à, dưới 20 tuổi thôi, nó nhào đến bắt đầu nó giật cái giỏ của người phụ nữ này thì khi mà giật cái giỏ như vậy bà này cũng cũng dằn co để giữ cái giỏ lại, nhưng mà rồi thì bà trợt chân bà té thì cái đám kia nó bỏ nó chạy. À, những người con gái của bà ở trong nhà đó thì nghe nghe cái tiếng của mẹ đi làm về và nghe cái tiếng thét ở ngoài nghe là thì lúc mà chạy ra thì chỉ kịp nhìn thấy là hai tên kia nó vừa chạy thôi còn người mẹ của mình thì té ở phía trước à, nói rằng là cái điều này làm cho họ cảm thấy rất là bất an và những người ở trong xóm đó họ cũng nói rằng là khi mà cướp mà nó đã đến tận nhà rồi thì cái chuyện an toàn không còn là một cái, cái điều mà họ cảm thấy là ví dụ như ai người ta nói là trở về nhà là nơi chốn bình an và bây giờ dừng xe trước nhà rồi mà còn xảy ra một cái cướp như vậy Mặc dù có thể là cái số tiền nó không nhiều Nhưng mà cái bất an đó làm người ta lo Hôm nay ở tại thành phố Long Beach 100 người có thể nhận được 25.000 đô la Đặt cọc mua căn nhà đầu tiên Long Beach mà thôi này Nhưng mà rồi vào xem các điều kiện Nó khó khủng khiếp luôn, khó lắm thậm chí cái người đó mà có bố mẹ đang làm chủ căn nhà cũng không mua được nữa từ vấn đề income lợi tức đây là cái cái bản tin nhưng mà đọc bên dưới thì chúng ta thấy khó khăn vô cùng nhưng mà chắc chắn với cư dân cả trăm ngàn ở Long Beach thì thế nào cũng có ít nhất một trăm thành phố thì họ nói rằng đây là nỗ lực tìm kiếm các ngân sách để mà giúp cho những người mua nhà đầu tiên trong cái thời gian khó khăn vô cùng và đóng góp thêm cho cái sự thăng tiến của thành phố Long Beach nữa Đây là những các tiêu chuẩn quý vị có thể vào trong KTLA.com để biết thêm Nếu quý vị đang sống ở Long Beach à, Và Mức lương thì họ nói đây như quý vị thấy đó là Gia đình nếu mà một người ai nộp đơn cũng được hết Nhưng mà cái việc xét cái hồ sơ của quý vị đó Nó trải qua rất nhiều các khó khăn Và họ sẽ truy lùng ra Cái hồ sơ Trong đó tiền để dành của quý vị như thế nào rồi à. Có thực sự là đây là căn nhà đầu tiên quý vị mua hay không vân vân. À, đây là cái lợi, về mặt lợi tức nhé. Rồi à, đầu tiên và first generation home buyer nữa. Phải là thế hệ đầu tiên tức là mục tiêu là giúp cho những em tốt nghiệp đại học trong vòng mấy năm vừa qua bây giờ có một cái công việc làm vững chãi, vừa lấy vợ vân vân sinh con đấy là họ họ muốn nhắm vào các gia đình trẻ 40 hoặc là 35 vân vân khoảng đó đó trong cái khoảng tuổi đó. Thì vì vì nếu không làm sao mà trở thành first generation được. Nếu như bố mẹ có nhà cũng không được nữa. À, nó nó khổ như thế đó. Lẽ đương nhiên là cư dân của Long Beach rồi à vào ngoài ra đó là không có hơn 100.000 Mỹ kim asset nữa. Nó khổ đó. Nhiều người đang để dành tiền mà có hơn 100.000 là coi như lọt lọt sổ. Nó phải có dưới mức 100 ngàn Rồi cộng thêm với 25 ngàn Mỹ kim là đóng góp. Rồi ngân hàng phải xét nó khó khăn vô cùng. Tức là những người này phải được pre-approve từ ngân hàng nếu mà họ đã chọn được cái nhà nào đó. Việc điều này chưa nói tới việc mà tìm được một căn nhà để mà mua nữa đó. Rồi xin à, nộp đơn để được nhà hàng à, à, Cái ngân hàng approve rồi 30 năm rồi lúc đó mới nộp lên để được thôi yeah, ngọc lan nghĩ ở mỹ họ có Cùng nhiều cái ha. chương trình nhưng mà chương trình này nó cũng cũng nhìn cái chiều sâu nó rất là hay là nó vẫn muốn tạo điều kiện những người họ rất là nghèo mà lần đầu tiên có thể mua được căn nhà thế hệ ông bà mình, cha mẹ mình không có nhà. Yeah. Bây giờ người này mm. mà khi mà cái tài sản không quá 100 ngàn đừng hình dung là đó chỉ là cái sổ tiết kiệm ở trong ngân hàng mà họ sẽ tính đến cả xe cộ rồi nếu đi làm là trong đó vô 1k đủ thứ hết cộng đó. lại vẫn chưa đến số tiền đó thì bây giờ và ừ. những người này họ nghĩ là trong đời mình không có cái cơ hội mua yeah. nhà thì bây giờ chính phủ tạo điều kiện cho họ biến cái giấc mơ Mỹ ít ra là trong dòng họ trong thế hệ mình có được một căn nhà thì nó có nghĩa nhiều khi rất họ là hay. thiếu chỉ có 25 ngàn thôi thiếu đúng 25 ngàn thì có được 25 ngàn này đóng góp vào thì vào wow, 25 ngàn một yeah. 100 à, người thôi thưa quý vị yeah. à, nhưng mà cho dù không mua được nhà thì người ta cũng không có nên à, có những cái suy nghĩ túng quẩn à, <laughs> và có nhiều người À, ví dụ như ngày hôm qua một người phụ nữ 63 tuổi không hiểu vì lý do gì mà bà dừng xe ngay ở trên cái đường mà xe lửa, xe xe điện, Amtrak chạy ngang vào lúc 10 giờ khoảng 10 giờ rưỡi sáng ngày hôm qua ở cái khu vực uh, Camarillo thì khi mà cái cái chiếc xe Amtrak nó chạy tới đó thì nói rằng là những người trên xe họ nhìn thấy chiếc xe kia rồi mà không cách gì họ dừng lại được. Những người kỹ sư, những người mà nó là nhìn thấy hết mà chiếc xe nó đậu như vậy thì chiếc xe này tông đến. Người phụ nữ đó ngay lập tức được bốc lên trực thăng đưa đến bệnh viện nhưng mà đã chết rồi. Ờ, bây giờ thì người ta chưa hiểu lý do vì sao tự nhiên bà dừng cái chiếc xe ngay giữa đường như vậy có nhiều người á ngoài cái chuyện họ ẩu họ muốn băng qua nhưng mà khi băng qua như vậy rồi chiếc xe nó bị hư Kẹt. nhưng mà cũng có người á là tự tử nữa họ muốn chọn một cái cách Đúng, giải nên thoát nên. thì chưa biết là lý do gì nhưng mà thật là khủng khiếp trong sáng Tuy ngày hôm qua tức, uh, thời sự thế giới ngày hôm nay có nhiều bản tin chấn động mời quý vị theo dõi ngay sau phần quảng cáo tạm chia tới với Ngọc Lan hẹn gặp lại anh Thụy và quý vị vào chương trình sáng ngày mai.